Đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng, nhưng sinh con tại một bệnh viện ở Hà Nội. Bên cạnh niềm vui có thành viên mới, chị Trang rất mừng vì nhờ có chính sách thông tuyến khám chữa bệnh, chị và gia đình không phải mất thời gian làm các thủ tục hành chính để chuyển viện như trước đây. Nếu như mà ngày trước mà không có thông tuyến ấy, thì là nếu mình mà đi trái tuyến thế này thì gia đình tôi phải mất rất nhiều thời gian, mất phải đến 2-3 ngày thì để đi xin giấy chuyển viện từ dưới quê lên, mà thanh toán chi phí nữa cũng không được nhiều. Còn bây giờ có thông tuyến thì là gia đình không phải đi lại nhiều thời gian, chỉ cần cầm bảo hiểm đến bệnh viện, chi phí thì sẽ được 100% và thanh toán luôn. Cũng giống như chị Trang, bà Lân cảm nhận rõ sự tiện lợi của chính sách thông tuyến, nhất là trong trường hợp gia đình có người đi cấp cứu. Thông tuyến bảo hiểm thì là nghĩa là gần ở đâu thì cho bà đi đến đây cấp cứu cho nó gần và tiện lợi. Về phía các cơ sở y tế, chính sách thông tuyến được xem như đòn bẩy thúc đẩy các cơ sở này nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, góp phần tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh. Cái việc mà thông tuyến thế thì làm cho bệnh viện phải vận động để làm sao để thu hút được người bệnh. Thực ra người bệnh với bệnh viện bây giờ theo ngôn ngữ kinh tế thì gọi là người ta sẽ gọi là khách hàng. Thì bệnh viện phải vận động để làm sao mở rộng cái phạm vi chuyên môn để làm sao mà đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Từ chính sách tới thực tiễn cho thấy để dịch vụ y tế phát triển đồng thời tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân thì thông tuyến khám chữa bệnh đã trở thành một tất yếu khách quan.